Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tàu nhanh công nghệ số thứ 28. Vào rạng sáng ngày hôm nay thì trên mạng đang rất rầm rộ với một hình ảnh và đây thì được coi là mẫu cả thử nghiệm của Intel DGX2. Với những thông tin rò rỉ trên mạng thì chúng ta có thể thấy rằng là chiếc cả này có tới 512 pin xử lý và có thể coi đây là mẫu cả cao cấp nhất trong giải sản phẩm VGA Gaming XE-HBG sắp ra mắt của Intel tới đây. Hiệu năng của nó thì được coi là sẽ nằm ở giữa 3070 và 3080 với mức xung 2.2GHz, VRAM 16GB DDR6, sử dụng băng thông 256bit và với hai đầu nguồn 6+8 pin thì mức hiệu năng tiêu thụ sẽ nằm vào khoảng từ 225 cho tới 250W. Bản báo cáo cũng cho rằng là Intel hiện nay đang phân vân giữa 3 mẫu thiết kế tản nhiệt khác nhau, nhưng mà có lẽ thì phiên bản cuối cùng của chúng ta sẽ là thiết kế tản nhiệt màu trắng. Intel được cho rằng cũng đang làm tính năng upscaling với tên gọi là XESS để cạnh tranh trực tiếp với NVIDIA DLSS hay là AMD Fidelity FX. Ray tracing bằng phần mềm cũng sẽ được hỗ trợ giống như AMD. Tuy nhiên là thời điểm ra mắt thì sẽ còn khá mù mờ và dự kiến sẽ vào khoảng cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Các phiên bản thấp hơn với 128 EU và 256 EU cũng sẽ được ra mắt sau đó. Tàu nhanh công nghệ số thứ 28 đến đây là kết thúc. Các thông tin hot hit về công nghệ cũng như là game sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật tại tàu nhanh công nghệ những số tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.